Thưa quý vị, như các chương trình thời sự gần đây đã liên tục thông tin, hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Những ngày này, nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Nai đã sôi nổi tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đồng Nai ngày mới. Lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa mới đây đã đến dự ngày hội đại đoàn kết cùng bà con khu phố 8B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Lãnh đạo thành phố biểu dương cộng đồng dân cư khu phố đã thực hiện đạt nhiều kết quả trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, diện mạo khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Khu phố đã phát huy tính đặc thù là vùng có 98% đồng bào có đạo Công giáo, để phối kết hợp với các giáo xứ, tuyên truyền vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước với các mô hình hiệu quả như mô hình giáo họ tự quản, tự phòng vệ về an ninh trật tự, mô hình camera an ninh, đảm bảo trật tự khu phố, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, v.v. Khu phố không còn hộ nghèo, có trên 90% lao động trong độ tuổi có thu nhập, việc làm ổn định, trên 98% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Khu phố 20 năm đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Dịp này, lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa cũng đã trao 5 triệu đồng cho khu phố và trao 25 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn, với mỗi phần trị giá 500.000 đồng.